Quý vị và các bạn thân mến, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam kéo dài 21 năm, có quy mô vô cùng rộng lớn, tính chất và cường độ vô cùng quyết liệt. Việt Nam đã phải đương đầu với một đối phương có tiềm lực và có sức mạnh về kinh tế, quân sự lớn hơn gấp nhiều lần, có bộ máy chiến tranh khổng lồ. Trong những năm tháng kháng chiến ác liệt của quân và dân ta, với sự ủng hộ về tinh thần và vật chất của khối các nước xã hội chủ nghĩa, đã làm tăng lên đáng kể sức mạnh về mọi mặt của Việt Nam và hình thành những điều kiện cần thiết và đủ để nhân dân ta có thể chiến đấu và chiến thắng. Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước không tách rời sự ủng hộ, sự giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa, nhất là Liên Xô và Trung Quốc. Trong video ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem tại sao viện trợ quân sự Liên Xô tới Hà Nội bằng đường biển chứ không thông qua Trung Quốc. Sự giúp đỡ về kinh tế của Liên Xô đối với Việt Nam đã bắt đầu rõ nét và ấn tượng sau khi hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 30 tháng 1 năm 1950. Trong giai đoạn từ năm 1955 đến năm 1958, thì các yếu tố Liên Xô bắt đầu đóng góp một vai trò nổi bật trong việc hình thành nền móng của nền kinh tế quốc gia Việt Nam. Hàng loạt hiệp ước, hiệp định nhằm xây dựng và củng cố nền tảng của các cơ sở kinh tế và sự phát triển hợp tác trong nhiều lĩnh vực như khoa học, kỹ thuật, tài chính. Mối quan hệ hợp tác về kinh tế giữa Liên Xô và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa cứ tăng dần đều theo các năm cho đến khi kết thúc chiến tranh và tiếp tục duy trì cho đến khi Liên bang Xô Viết tan rã. Phần lớn các khoản viện trợ kinh tế của Liên Xô hướng vào việc tái thiết và phát triển của các ngành công nghiệp hàng đầu của Việt Nam. Liên Xô giúp khôi phục và xây dựng các cơ sở của ngành công nghiệp mới nổi của Việt Nam, giúp tạo ra các nông trường quốc doanh, khảo sát địa chất, phát triển giao thông vận tải và thông tin liên lạc, cũng như trong các lĩnh vực giáo dục và y tế. Nếu tính riêng một năm 1970 và đem tất cả hàng hóa chuyển bằng đường biển từ Liên Xô sang Việt Nam trong năm đó, chất lên các toa tàu đường sắt, thì đoàn xe lửa chở hàng như vậy sẽ có chiều dài 800 km. Những năm 1953 đến năm 1991, từ Liên Xô đã đưa sang Việt Nam 2.000 xe tăng, 1.700 xe bọc thép, 7.000 đại bác và súng cối, hơn 5.000 pháo cao xạ chống máy bay, 158 tổ hợp tên lửa phòng không, hơn 700 chiến đấu cơ, 120 máy bay trực thăng, trên 100 tàu chiến, đã đưa vào hoạt động 117 cơ sở quân sự. Và phần lớn sự trợ giúp này được cung cấp trong những năm không quân Mỹ tiến hành chiến tranh phá hoại chống miền Bắc Việt Nam. Khi đó, Liên Xô đảm bảo hơn 3/4 tổng khối lượng viện trợ mà Việt Nam nhận được từ nguồn nước ngoài, cần thiết trước hết để đẩy lui cuộc xâm lược cũng như duy trì hoạt động của cơ cấu kinh tế xã hội của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Tính ra tiền thì lượng cung cấp này bằng khoảng 2 triệu USD mỗi ngày. Cần nhớ rằng tiền thời đó có giá trị nặng ký hơn hiện nay, và cứ như thế suốt trong tất cả những năm tháng chiến tranh, toàn bộ nguồn cung cấp này đều là viện trợ không hoàn lại. Thiết bị quân sự gửi từ Liên Xô sang Việt Nam là tiên tiến nhất của thời điểm đó. Ví dụ, phản lực chiến đấu cơ MiG mà các phi công Việt Nam điều khiển để bắn hạ cả F-105 lẫn pháo đài bay B-52 của Mỹ. Tổ hợp tên lửa phòng không Divina có khả năng bắn trúng mục tiêu trên không, ngay cả khi ở độ cao 25 km. Đây là những quả đạn tử thần được phóng lên từ mặt đất để diệt máy bay, như tạp chí quân sự kỹ thuật Mỹ thời ấy đã nêu nhận xét. Một bài phân tích của tờ IAEA cho biết, trong chiến tranh Việt Nam, các loại vũ khí Liên Xô chế tạo đã đóng góp một phần rất lớn vào chiến thắng của dân tộc Việt Nam trong cuộc chiến chống lại đế quốc Mỹ. Điều này có thể dễ dàng nhận thấy thông qua các con số tổn thất khổng lồ của không quân Mỹ trong suốt 20 năm tham chiến tại Việt Nam. Theo đó, quân đội Mỹ đã mất hơn 2.000 máy bay chiến đấu các loại trong chiến tranh Việt Nam. Trong khi đó, con số này chỉ ở mức 131 máy bay các loại ở phía không quân nhân dân Việt Nam. Đây là một điều đáng kinh ngạc khi không quân nhân dân Việt Nam phải đối đầu với một siêu cường quân sự hầu như không có giới hạn như Mỹ, cùng với các quốc gia đồng minh thân cận như Australia, Hàn Quốc và New Zealand. Và trong lịch sử chiến tranh thế giới, chưa hề có cuộc đối đầu nào tương tự như vậy. Trong một bài phân tích của tác giả Sergei Blagov trên tờ Asia Times cho rằng, vào cuối những năm 1960, có đến 3/4 số vũ khí mà miền Bắc Việt Nam được viện trợ là đến từ Moscow,
với mục đích chính là nhằm trang bị cho miền Bắc Việt Nam hệ thống phòng không đủ mạnh để có thể đối đầu với cuộc chiến tranh phá hoại của không quân Mỹ. Hàng loạt hệ thống radar phòng không, pháo phòng không và tên lửa đất đối không đã được Liên Xô chuyển đến Hà Nội trước kế hoạch ném bom phá hoại miền Bắc Việt Nam của Washington. Việc Moscow viện trợ quân sự với quy mô lớn cho Hà Nội cơ bản đã làm thay đổi hoàn toàn bản chất cuộc chiến, và nó không như những gì trong các bộ phim Hollywood của Mỹ tạo nên. Khi trong mắt người Mỹ, quân đội nhân dân Việt Nam và quân giải phóng miền Nam Việt Nam chỉ chiến đấu bằng chiến thuật biển người hay khả năng ngụy trang và luôn bị quân đội Mỹ áp đảo về mặt hỏa lực. Trong khi đó, quân đội nhân dân Việt Nam lại sở hữu kho vũ khí đồ sộ với 2.000 xe tăng, 7.000 khẩu pháo các loại, 5.000 súng pháo phòng không và 158 bệ phóng tên lửa đất đối không SAM. Mặc dù các loại vũ khí này không phải là các loại vũ khí hiện đại nhất của quân đội Liên Xô lúc đó, nhưng chúng hoàn toàn vượt trội hơn vũ khí của Mỹ trên chiến trường. Và tất nhiên, máy bay chiến đấu của Mỹ buộc phải tiến vào bầu trời miền Bắc Việt Nam với lưới phòng không dày đặc. Toàn bộ các đợt ném bom của không quân Mỹ đều chịu tổn thất trước lưới phòng không nhiều lớp của quân đội nhân dân Việt Nam. Và quan trọng nhất trong số đó, việc các tổ hợp tên lửa phòng không SAM được triển khai xung quanh các thành phố lớn. Vào tháng 8 năm 1965, các tổ hợp tên lửa phòng không SAM của Việt Nam đã lần đầu tiên bắn hạ thành công 4 chiếc máy bay tiêm kích, ném bom tầm xa của không quân Mỹ. Trong đó có 3 chiếc rơi tại chỗ, đánh dấu lần đầu tiên máy bay Mỹ bị bắn hạ bởi tên lửa phòng không SAM, theo Blagov cho biết. Ngay sau đó, tần suất các máy bay ném bom chiến lược của không quân Mỹ xuất hiện trên bầu trời miền Bắc Việt Nam cũng giảm bớt, nhưng cũng không tránh khỏi việc siêu pháo đài bay trên không của Mỹ là B-52 bị bắn hạ trên bầu trời miền Bắc bởi tên lửa phòng không Liên Xô. Thậm chí các phi công Mỹ còn từ chối bay khi tên lửa phòng không và các chuyên gia cố vấn quân sự Liên Xô đến Hà Nội. Trong giai đoạn đầu tiên của chiến tranh, các vũ khí, thiết bị quân sự và vật tư khác được chuyển tới Việt Nam chủ yếu là bằng đường sắt, thông qua lãnh thổ Trung Quốc. Tuy nhiên, thời đó quan hệ Xô-Trung không mấy thân thiện. Những toa tàu với hàng hóa từ Liên Xô thường xuyên bị gỡ niêm phong. Các thiết bị quân sự bí mật phải chịu sự kiểm tra bất hợp pháp của chuyên gia Trung Quốc. Nhiều lô hàng cơ bản là bị đánh cắp. Trong tương quan đó, ban lãnh đạo Xô Viết đã quyết định đưa hàng tới Việt Nam bằng đường biển, trực tiếp từ các hải cảng của Liên Xô. Khi đó, trong cuộc hội kiến với phái đoàn Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Hải quân Liên Xô đã dẫn ra con số như sau. Nếu tính riêng một năm 1970 và đem tất cả các hàng hóa chuyển bằng đường biển từ Liên Xô sang Việt Nam trong năm đó, chất lên các toa tàu đường sắt, thì đoàn xe lửa chở hàng như vậy sẽ có chiều dài 800 km. Các thủy thủ Liên Xô chuyển hàng bằng hai tuyến đường, tuyến ngắn từ cảng Viễn Đông vượt qua khoảng 3.000 hải lý và mất 10 ngày đêm. Tuyến dài từ các cảng vùng Biển Đen. Do việc đóng cửa tàu kênh đảo Suez hồi ấy, tàu bè từ Biển Đen buộc phải đi vòng qua châu Phi, tức là kéo dài hành trình thêm 14.000 hải lý, tức là ra thêm đến 26.000 km. Lộ trình này mất 45 ngày đêm. Trong những năm không quân Mỹ dội bom xuống miền Bắc Việt Nam, trung bình mỗi tháng có 40 con tàu Liên Xô đi theo những lộ trình này tới Việt Nam và neo lại bốc dỡ hàng tại các cảng Hải Phòng, Hòn Gai và Cẩm Phả. Các tuyến đường ở đoạn cuối thực sự là hành trình chiến đấu, bởi tàu phải qua các vùng biển mà Hoa Kỳ coi là khu vực hoạt động chiến sự của mình. Và nếu trong thời gian chiến tranh đó, tổn thất chuyên gia quân sự Liên Xô trực tiếp tại vị trí chiến đấu ở Việt Nam là 4 người, thì thương vong của các thủy thủ dân sự Liên Xô đảm trách mang hàng viện trợ sang Việt Nam là 7 người. Sau khi Việt Nam thống nhất đất nước vào năm 1975, mối quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Liên Xô đã chuyển thành hợp tác cùng có lợi, nhưng với tinh thần anh em. Liên Xô vẫn tiếp tục cung cấp cho Việt Nam các khoản viện trợ kinh tế lớn cho đến giữa những năm 80. Trong giai đoạn từ năm 1978 đến giữa những năm 1980, Liên Xô đã cung cấp các khoản viện trợ từ 700 triệu đến 1 tỷ USD viện trợ hàng năm cho Việt Nam. Các viện trợ bao gồm các khoản cho vay, tín dụng thương mại, đào tạo kỹ thuật, các dự án hỗ trợ, trợ giá. Với việc ký kết một thỏa thuận thương mại tự do với Liên minh Kinh tế Á-Âu trong năm 2015, các nhà lãnh đạo Việt Nam đã tuyên bố rằng sẽ nâng cao mức thương mại song phương với các nước thuộc Liên minh Kinh tế, cùng các quốc gia thuộc Liên Xô cũ lên 10 tỷ vào năm 2020.
nhưng con số này vẫn còn khá khiêm tốn so với mức thương mại song phương hàng năm giữa Hoa Kỳ và Việt Nam với hơn 30 tỷ USD. Một thời gian dài trong quá khứ, Moscow chính là đối tác thương mại lớn nhất của Hà Nội. Mối quan hệ đặc biệt này kéo dài từ những năm 1970 đến năm 1991, với một thực tế rằng Liên Xô là quốc gia viện trợ lớn nhất cho Việt Nam. Toàn bộ các cơ sở công nghiệp của Việt Nam sau chiến tranh đã được khôi phục và xây dựng bởi sự giúp đỡ của người Liên Xô. Hoàng Khư, một cựu chuyên viên kỹ thuật của Liên doanh Dầu khí Việt Xô Petro cho biết. Ông cho biết sự giúp đỡ của người Liên Xô đã vượt ra ngoài cả dầu khí. Sự giúp đỡ của các chuyên gia Liên Xô và sau này là Nga đã vượt ra ngoài phạm vi lĩnh vực dầu và khí đốt. Chuyên gia Liên Xô đã giúp đỡ rất nhiều trong việc tái thiết miền Nam, làm sạch những vùng đất nông nghiệp đã bị nhiễm chất độc da cam và các hóa chất độc hại khác. Ngay sau khi kết thúc chiến tranh Việt Nam, cũng có một số quốc gia viện trợ tái thiết cho Việt Nam. Trung Quốc đã góp khoản tiền khoảng 300 triệu USD viện trợ hàng năm, cho đến khi hai nước xảy ra xung đột biên giới năm 1979. Nhật Bản cũng là một quốc gia sẵn sàng cung cấp các khoản viện trợ cho Việt Nam và các khoản viện trợ này bị ngưng khi Việt Nam đem quân giải phóng Campuchia khỏi thảm họa diệt chủng Pol Pot. Ở phương Tây, chỉ có một quốc gia duy nhất cung cấp sự hỗ trợ cho Việt Nam bất chấp chiến tranh lạnh, đó là Thụy Điển. Khoản viện trợ trung bình hàng năm của Thụy Điển cho Việt Nam cho đến năm 1986 là khoảng 100 triệu USD. Các khoản viện trợ của Liên Xô đến Việt Nam tăng vọt khi Hà Nội gia nhập khối Comecon, một tổ chức kinh tế của các quốc gia khối xã hội chủ nghĩa, bao gồm Liên Xô, Bulgaria, Cộng hòa Séc, Hungary, Ba Lan và Romania. Trong một nghiên cứu đã được công bố bởi Thư viện Quốc hội Nga, các khoản viện trợ kinh tế của Liên Xô cho Việt Nam nằm trong khoảng 700 triệu đến 1 tỷ USD trong năm 1978. Cho đến giữa những năm 1980, khi Liên Xô phải đối mặt với rất nhiều vấn đề, họ vẫn dành cho Việt Nam khoản viện trợ 1 tỷ USD hàng năm. Chúng tôi đã xây dựng hàng loạt các nhà máy thủy điện ở Việt Nam. Nikolai Bantok, một chuyên gia kỹ thuật người Nga phục vụ ở Việt Nam từ năm 1983 đến năm 1987 cho biết, chúng tôi đã giúp đỡ cho đến khi Liên Xô không còn khả năng để trợ giúp Việt Nam. Tuyến đường sắt Bắc Nam từ thành phố Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh đã được người Liên Xô giúp xây dựng lại. Liên Xô đã cung cấp sự hỗ trợ về kỹ thuật để xây dựng lại các cây cầu lớn nhất trong cả nước, ông Khư cho biết. Trên cơ sở hạ tầng du lịch thời Pháp bị phá hủy bởi chiến tranh đã được người Liên Xô giúp đỡ xây dựng lại. Những khách du lịch đầu tiên từ châu Âu đến Việt Nam sau khi kết thúc chiến tranh chính là người Liên Xô hay là người Nga sau này. Việt Nam sau chiến tranh đã bị bao vây cô lập, nhưng ngay cả với người Liên Xô bình thường, họ cũng có một cái nhìn sâu sắc vào việc tái thiết lại Việt Nam. Hiện tại, Việt Nam là một trong những điểm thu hút khách du lịch Nga phổ biến nhất ở châu Á, ông Khư chia sẻ. Thưa quý vị, thời điểm hiện tại, thương mại Việt-Mỹ lớn hơn gấp nhiều lần so với Việt-Nga, nhưng có rất nhiều cơ hội mà người Nga có thể thấy ở thị trường Việt Nam. Nga chắc chắn vẫn là đối tác ưu tiên của Việt Nam trong các lĩnh vực công nghệ cao, quốc phòng và điện hạt nhân. Ông Khư cho biết thêm, nhiều hy vọng trong lĩnh vực hợp tác kinh tế giữa Moscow và Hà Nội, xuất khẩu xe Renault và thành lập cụm công nghiệp Việt Nam tại Moscow sẽ giúp thúc đẩy quan hệ kinh tế với quốc gia đã từng là người bạn quan trọng nhất của Việt Nam.